kim giác đại dương nè, kim giác cảm giác nè, ừ đó. Nó có mạnh không hoài nghi được bạn. Chạy hết thì chúng ta vào. Em đang sợ ế đây này. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay chúng ta lại quay lại với game Việt hóa. Đó, vừa vô là thấy cái gì không? Bắt vào liền để mất công dính bản quyền. Đó. Cái lâu vô vậy ta? Game này thì ra như hôm qua kia gì đó, nhưng mà hồi tối này vào lúc 0 giờ ngày 7 tháng mấy ta? Để từ từ coi lại cái điện thoại coi. Tháng 11 nó đã bị reset lại. Game này thì có bát gà mê luôn nha các bạn. Free ad kim cương và cái VIP gì đó. Full VIP là 15 nha. Lâu quá, để mình tắt cho nó vô cái. Đó, vừa vào game thì các bạn đã thấy là nó việt hóa rồi nha. Đây, chỉ có mỗi máu một server à. Cũng như mọi cái game lậu của bản Trung Quốc thì bây giờ chúng ta vẫn đặt cái badge và cái ấy nha. Ở đây luôn. Vô game, đó. Chọn nhân vật ha, các bạn thích chọn nam hay nữ? Mình là yêu nữ rồi, đó. Yêu thích nữ chứ không phải là yêu nữ nha các bạn. Vào test game phải để là cái tên cho người ta biết. Đó, nó khoanh tròn là kêu chúng ta đi làm nhiệm vụ đó. Ngấu gì mà ngấu. Ngươi lại dám gọi ta là đồ khỉ thối tha. Ta sợ quá à. Con qua đi. Đang, nó đang cho VIP 5 này nha các bạn. Một vạn tương đương với là 10.000. Ngươi còn không nộp tiền, ông chủ gánh tiếp sẽ đuổi ngươi đi đấy. Cho nó chạy nhiệm vụ một chút nữa nha các bạn. Màu đến túi càng khôn, xem thử có đồ gì tốt các không nào. Tại vì mình không biết là nhiều bạn chơi hay không, nhưng mà mình thấy là nó bị lắc rồi đó. Ta đây là phân thân mà ta dùng lông để biến thân, tặng ngươi để phục yêu hàng ma. Đưa phân thân của ta ra trận thử xem. Các bạn nào nhanh chân thì vào chơi nha, sớm nha. Tại hồi tối hình như mình nghe đồn đó là nó bị sập gì á. Nhiều bạn vào chơi của nó bị sập hay gì, mới mở lại hồi lúc 0 giờ. Tiểu tử kia, có ai làm bạn giang hồ kiểu như ngươi không? Kim vô trụ bổng. Tấn linh tà rút đâu. Đồ hỏa thấy cũng được đó chứ các bạn. Nó không có việt hóa 100%, nhưng mà như đây là thấy cũng ok rồi. Đủ để hiểu cái game mà chơi là được rồi. Bọn ta đúng là đội trừ ma chuyên nghiệp đến từ đại đường đó. Mặt mày bóng loáng, mập mạp béo tốt, từ bắc giới chính bạn. Là ta đây. Quán trời. Hấp dẫn quá, ta đến giúp nàng nhé. Đại từ đại viên nó chạy cấp 7 nó mới chịu ra.
các bạn hãy đăng ký kênh để nhận thông báo về game mới nhất nha. Nhiều khi có những cái game mà các bạn vào đã bị server nó bị die rồi, hoặc là nó bị lắc do nhiều người chơi quá, bấm bấm thì nó bị giết những người như là liên tục luôn. Kim bôi chọn bóng này, này là lão trư hay gì đó, đại từ đại tiên sư phụ hồi máu hả? Linh xà xuất trong ngoan ngoan mau trở về đây nào, lòng của ta đã mơ rộng thật rộng cho ngươi. Vậy mới ngoan đi về cùng ta đi. Nhưng các bạn nhớ đăng ký kênh của mình nha. Và bấm vào cái quả chuông để nhận tất cả thông báo nha. Thì chúng ta đến túi càng khôn tìm được bát giới trước đã. Các bạn thì các bạn chơi game sẽ được tốt hơn, được trải nghiệm game như là phá dòng gì đó không cụ đó. Chứ các bạn mà chờ khoảng 2-3 ngày hoặc là ấy là thôi thua. Vào game là thế nào mà cũng bị một là server lắc, hai là die, hoặc là ba là server vắng que như mà đánh vậy. Nước. Chứ có nhiều cái game mà mình cập nhật được là nó vừa mở mở ra nhưng mà nó cho chúng ta là test. Test 1-2 ngày gì đó. Đó. Thì mình up lên thì 1-2 ngày sau các bạn vô xem thì nó còn gì nữa đâu chả. Ta và đại sư huynh nó mở ấy rồi nó đâu có còn huy như nhiều gì nữa đâu. Hoặc đoạt mệnh kim cô. Nên nhiều bạn mà chơi cảm cho mình nha. Mình không biết là game nó die lúc nào. Mình là chỉ là giới thiệu cho các bạn những cái game mà free thôi. Mình là hạn chế nhắc tới những cái game mà free mà nạp tiền là có gì sử dụng thâu rồi mê mà thâu đó là một số phí hay là này nọ. Mình không nhắc tới nhiều mà chỉ để ở dưới phần miêu tả của video thôi. Còn bạn nào muốn nhắc tới thì inbox cho mình, inbox cho mẹ của cái game đó. Ngọc thủ lâu không. Bạn nào ấy thì cực chơi thì mới lời cây đắng. Linh xà xuất trong. Mình cũng làm game như bao trang khác, nhưng mà mình cập nhật game mình có những cái thông tin của nhiều bạn gửi đó. Mình có nhiều cái nguồn game khác nhau đó, chứ không phải là đi copy nước của bạn này bạn kia hay trang này trang kia nước. Mà nhiều bạn vô comment nó trời ơi like làm cái gì, coi làm cái gì, ở bên kia bên kìa gì cũng có. Đúng mà nó có, nhưng mà mỗi người có mỗi cái khác nhau, đâu mình đâu có thể copy của người ta vậy đâu. Có nhiều cái mình cũng đăng trước những bạn đó vậy. Tiến hành chiến đấu cùng bạn không nói đi khổ việc chứ. Quán trọ trên đường Tây thôi, Du mà cần hai sao? Quán thôi, tiền một người giới thiệu cho các bạn cái thâu gờ mê đó luôn nha. Đó, cái link thì mình để ở dưới nha. Đây, cái nãy cái nhân vật mình đặt là gì? Heo VKT. Đó, đây cũng là cái kênh của mình nha các bạn. Đây là cái mã gờ mê này nha. Cái kệ bà đó đi, các bạn đừng có quan tâm tới mấy thứ này. Cái này thì kệ nó, các bạn quan tâm tới cái tên nhân vật của các bạn nè. Đây là số tiền muốn nạp nè. Không có được nạp quá 100 triệu nha các bạn. Đó, 1, 2, 3. Rồi mình đếm lại giờ mình nạp quá cho các bạn xem nè. Đó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đó, ví dụ 1 triệu ha. Có 100 ngàn chứ không được nạp quá 100 ngàn. Đó, nạp. Đó, thấy chưa? Giá trị phải nhỏ hơn hoặc bằng 100 ngàn. Đó, nó bớt một số 0 đi. Đó, bây giờ là 100 ngàn nè. Bấm nạp. Đó, chờ nó cho biết là nạp thành công. Ok. VIP rồi, chúng ta lên VIP 15 nha. Ok, lên VIP thành công. Đó, bây giờ chúng ta quay lại cái ảnh của chúng ta. Chưa thấy gì ha, bạn hót ra vào lại sẽ thấy. Các bạn nhớ like và share video này cho nhiều bạn biết nha. Trời ơi, mình làm game mà không thấy bạn nào like nhiều, mình buồn dễ sợ. Đó.
Đó, vào luôn. VIP 15 tiến hành nha. Chiến đấu phù bản sẽ rơi nguyên liệu tiến bậc. Hồi nãy là màu vàng, nguyên liệu tiến bậc có thể tiến bậc rồi. Cái chỉ gì cậy bà nó đi. Đây. Gì vậy? Bấm vô VIP mà. Chạy đi đâu vậy? À, nạp đầu. Ok, nãy mình nạp rồi ha. Còn đây là bây giờ vô đặc quyền VIP nè. Đó, mua. Đó, mua VIP 15 thôi, tiền mà. Đó, ngộ không nè các bạn. Nhận full luôn nha. Các bạn nào nhanh chân thì vào game chơi thì còn ấy nha. Còn những bạn nào mà chậm thì mình không biết là còn cho các bạn test game hay là chơi game, phá game gì không nha. Kinh nghiệm mà chơi game lậu, game free, game thâu game ơi thì mình thông báo cho các bạn là có nhiều cái game là các bạn chơi buổi tối là nó sẽ bị lắc. Bình thường mình chơi những game này vào khoảng 9 giờ trở lên. Còn bạn nào máy mạnh, internet mạnh thì cứ chơi vô tư. Và đừng quên đăng ký kênh mình để ủng hộ kênh mình nha. Thấy vậy chứ nhiều bạn kêu mình thì làm game full gm thâu miễn phí, mình làm được đó, mình có suột hết đó, nhưng mà kinh phí đâu làm. Mấy cái này dẹp đi, không cần. Đó, mua xong là chỉ có còn là... Ủa, này là được tặng này các bạn. Đúng rồi. Hồi nãy là được có 11 bạn, này giờ lên 3.7 vậy. Để đồng đội nè, yêu mộ nè, đó được tôn hộ không nè. Ai cũng phải gọi. Hổn lâu lại để ta cho người biết thế nào để chỗ. Nhị Lan Thần. Đó. Nhị Lan Thần, Đông Hải Long Dương. Rồi ra được Lôi Thần Trảo. Còn này gì vậy? Vũ này cao trần thần châu. Tháp Thiên Dương. Ta Lý Thiên Vương sự nghiệp. Cộng với Na Tra. Ở bây giờ mình vô mình quay mình kiếm Trư Bắt Giới chứ. Để càng khôn nè. Mở. Đại diện, Tiên Khương Hồ Châu mới lại lại. Tri Trung Tinh. Bỏ tay không biết. Đăng xoay nó hẳn thông thủ Trư Bắt Giới. Ôi. Em làm gì có người yêu, em đang sợ ế đây nè. Một lần nữa. Kim giác đại dương, kim giác cảm giác nè, đó. Nó có mạnh không hoài nhi được bạn. Xài hết thì chúng ta vào. Em đang sợ ế đây này. Đó, tiểu thịt hoài. Xài hết thì chúng ta vào thâu nữa nha các bạn. Đừng có làm gì quá mất công hư nhắc. Không chịu trách nhiệm về cái việc mà bị hư. Em làm gì có người yêu, em đang sợ ế. Tảo quá à, mùa tảo quá. Chẳng người yêu khởi thơ lý do bị hại. Một lần chơi lớn để đây, xem thiên hạ của trầm trồn. Nhưng mà mình đang tìm cái bất nhớ. Vũ Nhân Yên, ngoại trừ thống khoan. Đó, Thái Bạch Kim Tinh cộng với... Tà dịa, những con hổ châu mẹ lại mà. Cái duyên nó về kích duyên, gọi là kích duyên. Bao bầu à mà. Nó thắt lý kích duyên nè. Đó, ok, vô tại này đi. Đây. Đó. Còn đây là ai vậy? À, không, Nhị Lan Thần, nghỉ đi. Pháp. Đây là ai đây? Na Tra. Hết rồi. Hãy đánh với đám tiểu mao hầu của các bạn ta trước. Phải giải nhiệm vụ tới cấp 7 hay gì đó nó mới đáng cho các bạn. Đó, đó. Nó mới chúng ta tự động được. Ai đây trợ chiến là ai đây? Ai
giống ai các bạn? Biết giống ai không? Namit đó. Xong cung cô quá, người Namit. Trời ơi. Một thông này đánh đã nữa, là thằng nghe. Đánh ta bán thù. Đánh rác rồi. Mà được thế, còn có độ hóa chúng sinh. Sao sư đệ? Cực kỳ thà phân bông. Nữa đi, quét nhiều nhiều rồi. Rồi giờ vô bố trí trận được 5 người nè các bạn. Đó, đem Nata với Nhị Lan Thần vô nè. Đó, được kích duyên nè các bạn. Hàng sau nữa hả? Như cũng chưa được auto đâu. Rồi, được auto rồi nè các bạn. Nhớ đăng ký kênh, like, share, ủng hộ kênh mình nha. Để giúp mình có động lực mà làm những cái clip khác nha các bạn. Linh xà xuất trong. Rồi, bye bye các bạn. Chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye. Muốn trở thành hành trình phía trước. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa. Các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó. Bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha. Hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó. Bấm vào đây. Click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần tích và quảng cáo bên này đó là cái phần download tiếp theo, là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.